Vâng, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Tượng Gỗ Trung Kiên và chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và công việc thành công thuận lợi. Ngày hôm nay em gái muốn gửi anh chị nhà mình một tác phẩm một cụ thiềm thư đứng đầu trong phong thủy, và đặc biệt nhất tác phẩm này được chế tác trên là chất liệu là gỗ chắc đỏ đen anh chị nhà mình nhé. Và dòng gỗ chắc đỏ đen này thì đang được giới đại gia săn lùng và tìm kiếm rất là nhiều. Bởi chất liệu gỗ này thì rất là quý và được thuộc vào tứ đại vương mộc. Với dòng gỗ này thì vô cùng là trường tồn với thời gian và bền bỉ, không lo về cong vênh hay là mối mọt các bác nhé. Và đầu tiên thì anh chị mình có thể thưởng lãm kỹ cho em về tác phẩm một cụ thiềm thư. Cụ thiềm thư vốn hay gọi là cốc ba chân. Ở đây thì anh chị mình có thể nhìn kỹ cho em thứ diện về tác phẩm đúng không ạ? Một cụ thiềm thư hàng siêu kỹ cho em gái và nghệ nhân hàng đầu, hàng top 1 bên em chế tác về tác phẩm. Đầu tiên thì anh chị có thể nhìn thấy vào diện mặt giúp em với cụ thiềm thư, diện mặt rất là tinh khôi đúng không ạ? Rất là tinh khôn luôn. Ở đây thì bên em đã di sần từ những cái phần da hay là từ những cái đồng tiền, các bạn có thể nhìn cho em về những cái đồng tiền làm cũng vô cùng rất là kỹ nhá. Ở dưới đây thì anh chị mình có thể nhìn thấy cho em này, bên em làm thêm đó là những củ nhân sâm. Đấy, củ nhân sâm hay là những cây lấm linh chi đại diện cho sức khỏe. Và từ những bộ móng vuốt của cụ thiềm thư thì bên em làm vô cùng là bình bông, đấy rất là sắc nhọn đúng không ạ? Ở đây thì anh chị mình có thể nhìn thấy ở miệng cụ ngậm đó là hai sâu tiền vàng để mang lại tiền tài của cải cho gia đình nhà mình. Ở đằng sau đây thì anh chị mình có thể nhìn rõ nhất cho em từ lưng của cụ đúng không ạ? Ở bên trên này thì bên em làm thêm đó là những cái phần ngọc, những cái phần da để di sần vô cùng là kỹ. Và để làm nên một cái tác phẩm này thì mất rất là lâu công đúng không ạ? Ở đây thì anh chị mình có thể nhìn kỹ cho em về tác phẩm này thì bên em làm vô cùng là kỹ với hàng bên em đã tuyển chọn đúng không ạ? Tác phẩm này thì với kích thước cho em cao là 28 ngang 55 trở vào chiều sâu cho em là 48 luôn nhá. Với một tác phẩm cụ thiềm thư với kích thước khá là lớn, trong gia đình nào cũng có thể là phải để cụ thiềm thư để có thể chiêu tài hút lộc, mang lại may mắn cho gia đình nhà mình và mang lại vận khí tốt. Khi chị nhà mình có một hai cụ rồi thì cũng có thể là để thêm cũng không vấn đề gì luôn nhá. Cụ đây thì càng để nhà mình có thể càng chiêu hút tiền tài tài lộc cho gia đình nhà mình, mang lại phong thủy rất là tốt. Anh chị mình thể quầy thủ ngân hay là ban thần tài hay là mặt két để có thể chiêu tài hút lộc cho gia đình nhà mình. Anh chị mình ưng ý với tác phẩm này thì có thể là để lại số điện thoại để bên em sẽ tư vấn anh chị nhà mình, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua đầu số hotline 0914812986 để bên em sẽ tư vấn và gửi hình ảnh kích thước hay là video ngắn để anh chị mình có thể thưởng lãm các bác nhé.